Lao phổi là bệnh lý viêm nhiễm nhu mô phổi do trực khuẩn lao gây ra. Bệnh có thể lây nhiễm từ người này sang người khác qua đường hô hấp. Lao không phải là thuật ngữ mới lạ. Đó là bệnh truyền nhiễm được phát hiện từ rất lâu trên thế giới, nhưng luôn là vấn đề khẩn cấp trên toàn cầu. Lao phổi chiếm 80%, còn lại 20% lao ngoài phổi, lao màng não, lao màng bụng. Nguy hiểm nhất là tình trạng cái siêu hấp có thể gây tử vong, vỡ các cái hang lao gây chảy máu. Một số biểu hiện khi trẻ mắc lao phổi như sau: sức nhẹ dai dẳng và gầy sút chân không rõ nguyên nhân, ra mồ hôi về đêm, trẻ mệt mỏi, biếng ăn, thiếu máu, da xanh, ho khan, ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, suy hô hấp. Nguyên nhân gây ra lao phổi ở trẻ xuất phát từ lây truyền qua đường hô hấp, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi sức đề kháng yếu, suy giảm hệ miễn dịch, suy dinh dưỡng, trẻ chưa được tiêm phòng lao, trẻ sống trong môi trường mất vệ sinh, hoặc trẻ hít phải khói thuốc lá bị động. Để phòng tránh lao phổi ở trẻ thì thứ nhất đấy là mình phải tiêm phòng lao để tránh nhiễm lao. Thứ hai đấy là phải tránh tiếp xúc với những người đang bị lao. Ngăn ngừa lao phổi cho trẻ bằng cách tiêm phòng lao cho trẻ có thể tránh được các thể lao nặng, tránh để trẻ bị suy dinh dưỡng bằng chế độ dinh dưỡng khoa học cho trẻ, tránh tiếp xúc thường xuyên, tiếp xúc gần với nguồn gây lao.